Bí ẩn điểm nóng, UFO được giải mã sau hơn 200 lần chạm trán vật thể bay, chỉ riêng từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2020, đã có 192 trường hợp báo cáo chạm trán UFO ở Yorkshire, Anh. Tổng cộng đã có hơn 200 trường hợp báo cáo chạm trán UFO được ghi nhận trong khu vực này trong những năm qua. Lần chạm trán UFO, vật thể bay không xác định, gần đây nhất xảy ra vào ngày 9 tháng 6 năm nay ở Leeds, Tây Yorkshire khi hai hình tam giác mỏng, màu đen và công dài được nhìn thấy bay phía trên trong không trung và sau đó dừng lại giữa trời vào khoảng 12 giờ 55 phút, Joshi Lai đưa tin, Burian, một nhà điều tra những chuyện kỳ bí địa phương tuyên bố đã tình cờ chạm trán một số UFO khi khám phá các tòa nhà bỏ hoang vào ban đêm. Theo Daily Mail, các nhà điều tra địa phương bao gồm cả Burian cho rằng số lượng phong phú các căn cứ quân sự bỏ hoang ở Joshi có thể là nguyên nhân biến nơi này thành điểm nóng, UFO, họ, UFO, bị hút đến Joshi bởi đỉnh núi mà chúng tôi ở có độ cao vượt trội so với các vùng khác trong nước. Thêm vào đó là không gian rộng rãi cùng hàng loạt căn cứ quân sự cũ bị bỏ hoang, không sử dụng, Berrien nói, có hàng trăm căn cứ quân sự, Bunge, sân bay của không quân Anh, RAF, bị bỏ hoang. Rất nhiều địa điểm như vậy không được mọi người biết đến vì chúng được giấu kỹ. Berrien nói, chủ yếu những địa điểm này chỉ được các nhà thám hiểm đô thị tìm đến những người đam mê huyền bí đến quay video hoặc những người yêu lịch sử và tin vào UFO đến khám phá. Berrien nói thêm, nhà điều tra những chuyện kỳ bí cũng cho biết, chỉ vài tuần trước, nhóm của anh đã phát hiện 4 UFO trong một đêm. Berrien cho rằng, đó không thể là máy bay thương mại vì chúng bay trên cùng một đường thẳng ngay cạnh nhau. Ellen sống ở làng Ferry cũng tiết lộ, cô đã chứng kiến những luồng sáng bí ẩn trong khu vườn sau nhà mình vào tháng 3 năm 2020 và tin rằng thứ ánh sáng đó không phải từ một loại máy bay bay thấp từ trạm RAF hay đèn lồng, Ash một nhà lý thuyết âm mưu địa phương chủ trang UFO Identified, chuyên đăng tải các câu chuyện và báo cáo về UFO cũng cho rằng, Yoshi có nhiều căn cứ quân sự nên có thể thu hút các UFO, lịch sử cho thấy UFO thường được nhìn thấy ở xung quanh các căn cứ quân. Sự hoặc các cơ sở hạt nhân vì thế nếu họ thực hiện một chuyến thăm do thám chúng ta họ có thể đặc biệt quan tâm đến vũ khí và công nghệ của chúng ta ellis suy đoán tuy nhiên ellis cũng lưu ý rằng ufo không nhất thiết có nghĩa là tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh mà có thể là bất cứ thứ gì hiện chưa được xác định